Hello, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn mới. Đố các bạn biết đây là gì? Vâng, và để mình bật mí cho các bạn biết, đây là món ức chiên giòn. Quy trình của nó làm rất là đơn giản. Quy trình của nó bắt đầu là mình trồng ớt, xong mình hái ớt, mình phơi khô, xong mình đem đi rửa, xong rồi mình xoáy lại và mình bỏ vào nồi chiên, xong mình rắc thêm một ít muối này, các bạn xem. Nó rất là ngon, rất đẹp. Các bạn xem được cảnh, tuy là ớt nhưng mà ớt nó không hề cay nha các bạn. Đây nó có chút đường, là chút muối, nó có vị ngọt, có là vị đắng này. Các bạn xem. Và hôm nay mình đã đi siêu thị và mình đã mua nó về và mình giới thiệu cho các bạn biết. Là ớt nhưng mà nó rất ngon, cực kỳ ngon luôn đó các bạn. Và bây giờ chắc có một số người đã chọn nước giải vị thiệm nó rồi đúng không các bạn? Nó ngon cực kỳ, giá nó cũng rất là phải chăng. Một bịch như này giá nó tầm 5.000 won, tương đương với 100.000 tiền Việt Nam mình. Và mình xin dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy thả cho mình một like và share video này cho các bạn bè, cho các bạn biết. Và mình hứa với các bạn, lần sau mình sẽ ra những video thật hay, thật có ý nghĩa hơn nữa. Mong các bạn ủng hộ và luôn luôn đồng hành cùng với mình ha. Chào các bạn.